Thưa quý vị, tại Hà Tĩnh, nơi đã chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm môi trường biển từ nhà máy Formosa, cử tri cũng gửi tới Quốc hội khóa mới mong mỏi một câu trả lời thỏa đáng về vấn đề làm sạch môi trường biển để người dân có thể yên tâm bám biển ra khơi. Hơn 4 tháng sau sự cố cá biển chết bất thường, mọi hoạt động của ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vẫn ở trạng thái tê liệt. Mọi hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ở mức cầm chừng. Ông Đặng Thành Vinh, một người dày dặn kinh nghiệm đi biển, giờ đây đành ở nhà phụ giúp gia đình chăn nuôi. Chúng tôi cũng đề bạt lên cấp trên và ý nguyện của mọi người dân là làm sao để khẩn trương là làm sạch biển, làm sạch môi trường ở biển. Và là mọi cái chế độ thủ tục là nhược phải ban hành về cho dân để dân được hưởng lợi trong điều kiện khó khăn hiện nay. Bây giờ là dân thất nghiệp, ở đây vẫn có nền nông nghiệp, nhưng nền nông nghiệp một mùa thu hoạch chỉ được 2 tạ rưỡi lúa và 3 tạ thóc, 3 tạ lúa là hết thôi. Và số hóa màu thì chỉ cần 1 tạ lạc, 2 tạ lạc, đó là thực tế hiện thực. Còn như chủ yếu là bám biển, đây là đình chỉ nhà máy Compora. Đó là một, đó là ý nguyên vọng như thế. Mà nếu nhà máy hoạt động ổn định thì trong cái thời gian này dân ô nhiễm môi trường này không sản xuất được, đề nghị nhà được quan tâm dân. Quan tâm thế nào? Quan tâm này, từ khi nào nước trong sạch, nhà nước phải có cái chế độ bồi thường đền bù cho dân về cái khổ. Ngay sau khi chính phủ công bố thảm họa cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện một số chính sách tạm thời để hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất tại thị xã Kỳ Anh và các huyện ven biển. Tuy nhiên đến nay, cuộc sống người dân nhiều nơi vẫn rất khó khăn. Thay đi nào ngoài và buôn bán như là được khoảng thu nhập được khoảng là một mùa từ bây giờ đầu mùa đến thời điểm này là 400-500 triệu. Những tháng năm nay đây chỉ có từ đầu mùa đến đây khoảng 20 triệu đồng thôi. Cuộc sống rất là khó khăn. Cầu cầu là chính phủ, quốc hội là phải dây cái khu một xa là dây đi. Đầu ngành muốn đầu tư vào cái bờ biển chẳng hạn này, trường hợp là cái môi trường, đúng không ạ? Ấy như Thiên Cầm chẳng hạn, như là người ta có cái cơ quan đoàn thể người ta rất là muốn vào đầu tư ở Thiên Cầm chẳng hạn. Những cái môi trường như thế này thì nói thật là chỉ ai mới dám đầu tư. Mặc dù đến nay Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có những giải pháp nhanh chóng và kịp thời để khắc phục sự cố trên, nhưng người dân cũng mong muốn cần có những chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với công ty Hưng Nghiệp Formosa, đồng thời có những giải pháp để trả lại môi trường sạch cho biển để ngư dân tiếp tục được ra khơi.